Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một sở thị xe số giam hạ phim 2001 phiên bản phanh tăng chống ra mắt với mức giá từ 28 triệu Việt Nam đồng. Cái mẫu xe số giam hạ phim 2021, mẫu hũ tiềm tàng dành cho phiên bản Honda Future 2021. Cái dòng xe số ăn khách tự hữu nặng ký của Nhật Yamaha. Yamaha đã đang mới đây đã trình làng một phiên bản mới nhất của một cái dòng xe số ăn khách là phim 2021 phiên bản cây vành nan hoa và phanh tăng chống. Đặc biệt có mức giá bán rất yêu thương 39.800 bạc Thái, tương đương gần là 28 triệu Việt Nam đồng khi đổi ra tiền Việt Nam. Đây là cái dòng xe số ăn khách hàng đầu thị trường Thái Lan. Trước đó phim 105i cũng đã tung ra phiên bản USB. Cái phiên bản là phanh đĩa vành đúc và phiên bản phanh đĩa vành cầm. Tuy nhiên mức giá đắt hơn rất nhiều so với phiên bản phanh tăng chống. Yamaha phim 2021 được trang bị cho mình động cơ Xander, dung tích là 114cc, cái loại là S4C, kích thước hành trình piston 50.0 nhân cho 57.9mm, cái tỷ số nén là 9.3:1. Xe được truyền động bởi hộp số tròn 4 cấp, khởi động điện phun xăng tử, không chỉ mang đến cái sức mạnh tốt mà còn đặc biệt rất là tiết kiệm xăng. Cụ thể, Yamaha cho biết chiếc xe có thể chạy được quãng đường 96.1km trong 1 lít xăng. Kích thước tổng thể của chiếc Yamaha Fin 2021 rộng dài cao lượt 710x1940x1095mm với cái chiều cực yên là 775mm, cái khoảng sáng gầm 155mm. Chiếc xe có một cái trọng lượng ước từ 97 đến 100g tùy theo từng bản. Trong khi đó phiên bản trang bị là cái bánh nổi in, lớp có xăm, cái giảm sóc ống đồng phía trước, giảm sóc lò xo đầu phía sau, hệ thống phanh tùy biến cho từng phiên bản. Tuy nhiên cái phiên bản mới năm 2001 được đưa tới thị trường chính là cái phanh tăng chống cho cả bánh trước lẫn bánh sau. Hiện tại thì Yamaha Fin 115/2021 phiên bản phanh tăng chấm duy nhất có một lựa chọn màu sắc, đó chính là đỏ thuần. Cảm ơn các bạn đã giải thích này, hãy được chi tiếp nhớ like, subscribe.